để có được một làn da láng mịn và trắng hơn bình thường khoảng 2 tông thì không có gì là khó khăn đâu. Thậm chí là bạn còn có thể thực hiện điều đó ngay lập tức chỉ sau vài phút như cách mà mình sắp chia sẻ trong clip này. Khi mình áp dụng cách này lần đầu tiên thì mình cũng thực sự là rất bất ngờ với cái hiệu quả của nó. Có rất là nhiều người hỏi mình là ủa sao mới hôm qua tới nay mà đã thấy trắng hơn hẳn rồi. Nghe rất là sung sướng đúng không các bạn? Thật ra thì cũng không phải là bí quyết gì đâu, mình chỉ là sử dụng kem tẩy lông thôi. Có vẻ hơi sai sai và lạc đề đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn cứ xem tiếp đi rồi sẽ rõ nha. Lúc đầu mình sử dụng kem tẩy lông này chỉ có mục đích là để dọn lông chân hoặc mấy cái đẹp thôi. Nhưng sau khi sử dụng thì phát hiện nó hay hơn nhiều. Hộp kem tẩy lông kit này có kèm một cái gạt bằng nhựa, vừa có thể dùng để thoa kem và gạt bỏ lông luôn. Kem tẩy lông này chỉ dùng cho body thôi, ví dụ như lông ở tay, chân, những cánh tay và vùng bikini. Còn các bạn tuyệt đối không sử dụng trên vùng da mặt nha. Trước khi quay video này mình đã tẩy thử lông trên một cánh tay. Tới bây giờ đã được một tháng mà lông tay của mình vẫn chỉ mọc lên lưa thưa thôi. Da vẫn còn trắng sáng hơn tay bên kia. Các bạn nên để cho vùng da cần tẩy khô ráo và sạch sẽ. Cho kem lên da và dùng gạt tán đều kem ra. Không cần phải bôi kem quá dày đâu. Các bạn lưu ý là không dùng tay để bôi nha, vì chất kem sẽ làm cho móng tay của bạn bị mềm và dễ bị xước móng. Bạn để kem trên da khoảng 3-6 phút, tùy vào vùng lông cần dọn là lông cứng hay lông mềm. Nhưng lưu ý là không để quá 10 phút nha, nếu lâu quá da của bạn sẽ dễ bị ngứa và hơi rát. Khi thấy lông đã sung lại thì bạn có thể dùng cái gạt nhựa để gạt bỏ lông một cách dễ dàng. Sạch sẽ luôn nè các bạn. Giờ mình có thể nhìn thấy lông và kem bám vào trên chiếc gạt này. Sau khi rửa tay sạch với nước thì tay của mình đã rất là láng mịn. Da trắng hơn lúc đầu khoảng 2 tông luôn nè. Kiểu như kem tẩy này cũng có tẩy tế bào chết luôn hay sao mà da trắng hẳn lên. Giờ mình sẽ làm một bản so sánh về các ưu nhược điểm của các biện pháp dọn lông hiện nay cho các bạn có cái nhìn rõ hơn về từng biện pháp nhé. Chỉ so sánh như vậy là các bạn đã có thể thấy được lý do tại sao mình lại ưu ái sử dụng biện pháp tẩy lông bằng kem này rồi đúng không? Nếu các bạn có một sản phẩm hay cách tẩy lông nào đó hay và hiệu quả hơn thì đừng quên chia sẻ bên dưới cho mọi người cùng tham khảo ấy nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.